thật hạnh phúc khi anh có em. Bên anh dù bao tố mưa xa. Dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau đậm sâu, muốn nghỉ chung không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em vì tình yêu anh sẽ chờ em, giang vòng tay vào thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối, ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng. Dòng tố rút mưa sao chưa giữ nỗi buồn. Bộ này là kêu hết rồi. Kêu hết rồi, không kêu hết rồi. Để chỉ cần kêu là được. Ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghỉ chung không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em vì tình yêu anh sẽ chờ em, giang vòng tay và thư thơ cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối, ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng. Giông tố dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu. Phải chăng lúc này em có một người thế thay? Họ cho em nhiều, bên em sớm tối ngược chiều. Còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng, nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Thank you.
dồn cả thanh xuân, chẳng ai ngần trao hết cho người, chỉ mong được lòng em yêu thấu. Trái tim này chẳng còn ai khác đâu, dẫu cuộc đời thật nhiều gian khó, anh chẳng lo vì em luôn ở đó. Ân cần chăm sóc tạo tân sớm hôm, khi anh vấp ngã cũng không rời xa. Cảm ơn em đã đến bên anh, khi anh tay trắng tương lai chưa hoàn thành. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh, thương mất người dù đời còn bấp bênh. Thật hạnh phúc khi anh có em, ở bên anh dù bao tố mưa xa. Bởi vì em là món quà vô giá, là cả tương lai bầu trời của anh. Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Hôm nay một ngày khá là nhiều khách, nhưng mà toàn khách nâng cấp rồi quý vị. Hôm nay DVH thì có setup lại và nâng cấp cho anh Quỳnh, Tuấn Quỳnh đến từ Kim Thành, Hải Dương. Vừa hôm qua thì làm cho anh Quang Dũng, hôm nay làm cho anh Tuấn Quỳnh. Hai anh đều ở gần nhau, nhưng hôm qua là người kia rảnh thì người này bận, hôm nay thì là người này rảnh người kia lại bận, chứ không thì hai anh em lên cùng nhau thì đỡ được cái tiền xe. Đấy thì cũng tiện đây thì khuyên các bác luôn, là các bác mà ở gần nhau mà có nhu cầu nâng cấp và setup thì rủ nhau đi cùng luôn, thì nó sẽ đỡ được cái tiền xe cộ, chi phí vận chuyển. Đấy thì hôm nay thì thay lại hết phân tần này, thay lại hết phân tần cũ nó có vấn đề quá, thay lại hết phân tần này. Và anh Khoa, dàn này là tép là vẫn y nguyên hết tất cả đúng không? Ok, chỉ thay lại mỗi phân tần này. Nâng cấp thêm hai con đẩy PH216 oanh súp 412 đánh 6 quả live array. Và cốt số drive rack 260, không có cốt số là không làm gì được luôn quý vị nhá. Chú ý phải có con cốt thì mới có thể nắn lái được toàn bộ hệ thống. Một bộ mic nữa, bộ mic của DB nữa thì sau đó là hát hò là rất là ok rồi. Và đây, nay lại là em là Sơn nhỉ? Đây, nay lại là em Sơn này thì ở gần cả nhà anh Quỳnh với cả anh Dũng. Đây. Đây là anh Quỳnh chủ dàn. Anh Quỳnh là ở nhà có một bộ này hay mấy bộ? Anh mới bán một bộ ông rồi. À vâng, thế lại. Thế lại chuẩn bị lại có tiền lại lên bộ lửa rồi. Bao giờ lên bộ lửa nhớ gặp em nhá. Đấy, thế là đã xử lý lại xong xuôi rồi. Bây giờ cũng 12 giờ trưa thì anh em sẽ đóng đồ và sẽ thu dọn đồ để chuẩn bị khuân lên xe, mời các anh vào ăn cơm đã, cơm cháo đã, xong rồi chiều mới về được. Bây giờ về Hải Dương rất là xa, 100 cây đấy. Hey, phỏng vấn anh chủ già một tí, cái tiếng alo các thứ thì anh thấy nó ổn hơn chưa? Thấy nó đảm bảo hơn trước của mình. Vâng, tiếng alo nó dễ hát, tức là nắn rất là nhiều. Tức là khi mà cái loa mình nó chưa tốt thì bọn em này phải làm việc nhiều hơn ở trên cái hệ thống này, nắn rất là nhiều trên cốt. Đấy thì cũng tư vấn từ đầu ấy, là cái con cốt này mới này thì mới nắn được nhiều điểm, con cốt kia không nắn được. Là nó bị giới hạn các cái tần số, nó không cho mình di đến chính xác các cái tần số đó. Con drive rack PA cộng đấy, rất là khó giải quyết. Đấy thì bây giờ là đã làm xong xuôi và ok rồi. Bây giờ anh em chuẩn bị khuân lên xe nhá. Đấy, quý khán giả cần sao quan tâm và có nhu cầu nâng cấp setup lại các hệ thống này thì cứ nhấc máy vào alo cho DVH. Còn bên này thì DVH đang có hai bộ của anh trai đến từ Quảng Ninh. Cũng vừa mới trở lên cách đây được 2 tiếng trước thì anh em đã tháo loa ra, đã kiểm tra lại ok rồi, nhưng mà bây giờ 12 giờ thì chưa kịp set để thu dọn đồ để về ăn cơm đã, xong rồi chiều sẽ ra set tiếp. Đấy, hôm nay khá là nhiều việc luôn, chiều nay lại tiếp tục có một bác khách nữa cũng lại hẹn qua để setup. Đấy, các bác qua setup thì nhớ đặt lịch qua chỗ em thư ký Phương nhá, qua chỗ em Phương, tại vì DVS rất là nhiều việc, DVS sẽ không cần cầm điện thoại và số của công ty thì sẽ Phương, chủ yếu là Phương sẽ nghe, thì các bác cứ làm việc qua chỗ em Phương để đặt lịch, thì DVH phải rảnh phải ở nhà thì mới làm việc cho các bác được, chứ thực sự là ở hệ thống của mình có mỗi mình là làm là ok thôi, còn đâu anh em thợ làm sẽ không khéo bằng mình nhé, nên là nếu mà qua đây mà không gặp được DVH thì cũng hơi buồn. Đấy, thì mình sẽ làm với tất cả cái sự hiểu biết của mình, với tất cả những gì mình đang có thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ hỗ trợ các bác hết mức sao cho nó ok nhất có thể nhé. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến nhé. Tạm biệt.